Sáng ngày 8 tháng 5 năm 2024, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nông Thị Liên, 39 tuổi, trú tại xã Bến Xá, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn, 50 triệu đồng và tiến hành tiêu hủy 28.800 chiếc xúc xích thành phẩm, không có giấy tờ hợp lệ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 16 tháng 4, nhận được tin báo của người dân, tổ công tác phát hiện xe ô tô tại biển kiểm soát 29C-802-11 chở hàng hóa không có giấy tờ hợp lệ đang đậu tại lề đường quốc lộ 31 thuộc thôn Bản Chắc, xã Bến Xá, huyện Đình Lập. Trên thùng chứa hàng bà Nông Thị Liên điều khiển, chứa 100 thùng bìa cát tông có chữ nước ngoài, bên trong là xúc xích thành phẩm không có giấy tờ chứng minh xuất xứ nguồn gốc. Qua kiểm đếm có 28.800 chiếc xúc xích thành phẩm với tổng trọng lượng 1.500 kg. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện và toàn bộ tang vật nêu trên. Nông Thị Liên bị xử phạt số tiền là 50 triệu đồng, đồng thời tiêu hủy toàn bộ 1,5 tấn xúc xích theo quy định của pháp luật.